Hoan hỉ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Bính Thân sinh năm 1956 dự đoán may mắn đang tỏa sáng trên bạn về sự nghiệp. Người làm công ăn lương có thể được thăng chức và tăng lương. Mệnh chủ tuổi Thân sinh năm 1956 nạp âm ngũ hành là Sơn Hạ Hỏa. Phần lớn là người vật chất đủ dùng, hồi trẻ vất vả, về già hưng vượng. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Hỏa Thổ tương sinh tiết mất khí của Thân, cho nên về mặt sức khỏe của mệnh chủ kém hơn rất nhiều. Mệnh chủ sẽ dễ mắc các bệnh liên quan tới tim mạch. Do sinh năm Địa Chi cùng với lưu niên Địa Chi xung khắc, bởi vậy cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe, mọi việc nên dùng tâm bình tĩnh, đừng để cáu giận đau lòng, đồng thời cũng nên chú ý đến vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên thể dục thể thao. Bính Dương Hỏa gặp Canh Dương Kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc, đại diện cho mọi việc không thuận. Trong năm 2020 Canh Tý này, với những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ gặp chút vấn đề liên quan tới sức khỏe, cần phải chú ý các bệnh liên quan tới đầu óc như nhức đầu, mất ngủ, các bệnh liên quan tới hệ thần kinh. Phúc tinh giáng chiếu sẽ mang lại bình an, may mắn cho gia chủ. Những gia chủ tuổi Thân năm nay sẽ nhận được phúc tinh giáng chiếu, nghĩa là bạn sẽ không lo về chuyện cơm ăn áo mặc. Năm nay cuộc sống của bạn và gia đình sẽ no đủ chan hòa, tuy không bật lên giàu sang phú quý nhưng lại vô cùng êm ấm hòa thuận. Tổng quan vận hạn của tuổi Bính Thân sinh năm 1956 Canh Tý. Tuổi Bính Thân nam mạng năm nay là 63 tuổi, bị sao Mộc Đức chiếu mạng, hạn Huỳnh Tuyền và vận niên Hầu thực quản. Người có sao Mộc Đức được kết tinh như sao Thái Âm, việc làm ăn phát đạt và thuận lợi, vì thế việc dựng vợ gả chồng cho các con sẽ rất tốt, mọi chuyện đều được hanh thông. Đặc biệt vào tháng 10 và tháng 12 sẽ rất tốt bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai. Tuy nhiên, nam giới thì hay bị đau mắt, còn nữ giới hay bị đau máu huyết. Hạn Huỳnh Tuyền chủ về sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm, kinh doanh kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai, vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Tuổi Bính Thân sinh năm 1956, nữ mạng trong năm 2020 là 63 tuổi, bị sao Thủy Diệu chiếu mạng, hạn Toán Tận và vận niên Hầu thực quản. Sao Thủy Diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ lời nói, nhất là đối với nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi với lời tiếng thị phi đàm tiếu. Những người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh thường kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, khá giống với sao Thổ Tú. Người xưa có câu, Thổ Tú Thủy Diệu tứ bát ai. Nhưng nếu xét kỹ thì người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh có kiết có cả hung. Đối với nam giới thì việc làm ăn sẽ được thuận lợi hơn là nữ giới. Những người có hạn Toán Tận trong năm này sẽ bị mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được, tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ. Trong đó có hai nguy cơ cao nhất, đó là bị cướp bóc, thứ hai là chung vốn làm ăn cùng nhau đi khai thác lâm sản và gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại lớn về tiền của. Hạn Toán Tận thì rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng khó đề phòng. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Về phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956, phương án thứ nhất đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng để khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Năm 2020 Canh Tý thì gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nên sẽ phạm phải hoang ốc. Còn xét về tam tai thì nam mệnh gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 56 cần tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn. Năm nay là năm Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên nếu muốn xây dựng mới, gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nam mệnh năm nay sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu tiến hành xây dựng mới, cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nam mạng. Tuổi Bính Thân nam mạng sẽ thuộc cung Càn Kim,
xếp theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên và Tây là sinh khí. Ngoài ra, cần phải tránh bốn hướng xấu đó là Đông tứ mệnh, hướng Đông Nam hỏa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát và Đông là ngũ quỷ. Với nữ mạng Bính Thân sinh năm 1956 thì sẽ thuộc cung Đoài Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là Tây phục vị, Tây Nam thiên y, Đông Bắc diên niên, Tây Bắc sinh khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Đông tứ mệnh, đó là hướng Bắc họa hại, Đông tuyệt mệnh, Đông Nam lục sát, Nam là ngũ quỷ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà phạm họa hại là sao lộc tồn, thuộc thổ hướng Tây Nam tự quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tự quái là ly, chủ vì nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, còn cái khó dậy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng, có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, gặp nhiều khó khăn, tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tượng quái lạc hàm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng Đông Nam tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông, thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc, hướng Đông tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà được hướng diên niên là sao vũ khúc, thuộc kim hướng Tây Bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp đối với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng thiên y, thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, súc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Đối với mệnh chủ, Bính Thân sinh năm 1956 sẽ cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi và viên mãn. Phương án tiếp theo, tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty, tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, Bính hợp với Tân hóa thủy vào những tháng 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là Tân, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi Tân như là Tân Dậu 1981, Tân Mùi 1991, Tân Tỵ 2001, Tân Hợi 1971, Tân Sửu 1961. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc Thân Tý Thìn hóa thủy vào các tháng Thìn, Thân, Dậu, Hợi, Tý, tương ứng với đó sẽ là các tháng 3, 7, 8, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Thìn sẽ chọn ngày hoặc giờ là Tý, và ngược lại nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với mệnh chủ tuổi Tý thì sẽ chọn ngày giờ là Thìn.
Tuổi thiên lộc thì mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi thiên lộc của Bính Thân năm 1956 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên. Kỷ Tỵ sinh năm 89, Ất Tỵ 1965, Tân Tỵ 2001, Đinh Tỵ 1977, Quý Tỵ 1953. Tuổi Thiên Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Bính Thân 1956 sẽ là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004, Bính Thân 1956, Canh Thân 1980, Mậu Thân 1968. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của Bính Thân sinh năm 1956 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995, Tân Hợi 1971, Đinh Hợi 2007, Quý Hợi 1983. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ, giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Bính Thân sinh năm 1956 là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Tân Dậu 1981, Đinh Dậu 1957, Ất Dậu 2005, Kỷ Dậu 1969, Quý Dậu 1993. Vị trí cung tài lộc: Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý, luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của nhà mình. Kích hoạt tài lộc. Năm 2020, theo sơ đồ cửu tinh thì các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ sẽ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Do Dần Thân là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh sẽ cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Dần. Nếu tiến hành, cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra, Thân Tỵ thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi cho những mệnh chủ tuổi Tỵ trong trường hợp này thì sẽ rất là cát lợi. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh. Thường thì việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tiếp theo đó là két sắt. Đây là phần vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt, chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc, có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian trong xanh, như cây kim ngân. Theo quan niệm Đông Phương thì cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong cuộc việc và cuộc sống. Đặc điểm của loài cây này đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau, nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất.
cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loại cây mang đến may mắn, tài lộc, thịnh vượng cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những mệnh chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những người sinh năm Bính Thân. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.